Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, đập thủy điện Tam Hiệp trên sông Trường Giang ở tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc cung cấp nguồn năng lượng sạch cho nhu cầu bức thiết của người dân nước này, nhưng cũng gây ra nhiều tác động tới môi trường. Khối lượng nước khổng lồ được tích trữ tại đập Tam Hiệp đủ để làm thay đổi chuyển động quay của trái đất. Sự thật sốc về đập Tam Hiệp Trung Quốc có phải thảm họa làm chậm cả quá trình quay của trái đất hay không? Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Tam Hiệp là đập thủy điện lớn nhất thế giới với chiều dài 2.309m, rộng 600m và cao 185m. Để xây dựng con đập Tam Hiệp, Trung Quốc cần 28 triệu mét khối bê tông. Đập Tam Hiệp được khởi công xây dựng từ năm 1994 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2012. Hiện có 34 tổ máy phát làm việc ngày đêm với công suất lên tới 22.500MW. Các nhà khoa học từng đưa ra nhiều dự báo cho đập Tam Hiệp nhưng vẫn chưa nhận được sự quan tâm một cách cần thiết. Theo Interesting Engineering, bí mật đằng sau việc đập Tam Hiệp làm chậm quá trình quay của trái đất là do hiện tượng mang tên mô men quán tính. Đối với đập Tam Hiệp, khi mực nước ở mức cao nhất, tổng diện tích đất bị ngập là 632 km². Hồ chứa nước có sức chứa khoảng 39,3 km³ và lượng nước sẽ có khối lượng lên tới 42 tỷ tấn. Sự dịch chuyển của một khối lượng nước lớn như trên sẽ tác động đến chuyển động quay của trái đất do hiện tượng mô men quán tính, trong đó quán tính của một vật thể rắn xoay tròn sẽ tương ứng với chuyển động quay của nó. Việc đẩy 42 tỷ tấn nước lên cao 175 mét so với mực nước biển sẽ làm tăng mô men quán tính của trái đất, qua đó làm chậm chuyển động xoay của địa cầu. Theo các nhà khoa học thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ NASA, sự dịch chuyển của khối lượng nước lớn như trên sẽ làm ngày dài thêm 0,06 mili-giây, khiến trái đất hơi tròn hơn ở giữa và phẳng hơn ở đỉnh. Tác động cũng làm điểm cực lệch đi khoảng 2 cm. Tuy nhiên, một trong những tranh cãi lớn nhất xung quanh đập Tam Hiệp là mức độ thiệt hại đối với môi trường mà con đập gây ra. Ngay từ khi manh nha dự án chặn dòng sông Dương Tử để xây dựng, đập Tam Hiệp đã gặp vô vàn chỉ trích của giới chuyên gia cả trong nước và quốc tế về hệ lụy lâu dài mà nó sẽ gây ra cho môi trường. Ước tính sẽ có tới 70% lượng nước ngọt của Trung Quốc bị ô nhiễm và con đập có thể sẽ khiến cho tình hình ngày một tồi tệ hơn khi nó nằm ở phía thượng nguồn. Chưa kể là mỗi năm có khoảng 265 triệu gallon nước thải thô sẽ bị lắng đọng ở sông Dương Tử, con sông dài thứ ba thế giới với 6.357 km, nơi hàng triệu hộ dân ở hạ lưu cũng như các thành phố lớn sinh sống như Vũ Hán, Nam Kinh và Thượng Hải. Năm 1993, dự án bắt đầu bằng việc xác định những con đường đi điện trong khu vực. Năm 1997, họ chặn sông nắn lại dòng chảy, hướng nó đến sát khu vực xây dựng ban đầu. Năm 2003, hồ chứa bắt đầu có nước, các con tàu có tải trọng tối đa 10.000 tấn được phép qua đập và đưa dần các máy phát điện vào hoạt động. Toàn bộ thành đập được hoàn thiện vào năm 2006, số máy phát điện còn lại dần được đưa vào hoạt động tới giữa năm 2012. Ở thời điểm này, họ cho phép những con tàu tải trọng lên tới 3.000 tấn vượt qua, biến con đập trở thành tuyến đường thủy quan trọng của khu vực. Nhấn chìm khu vực ba hẻm núi Cù Đường, Vu và Tây Lăng, đập Tam Hiệp tạo ra một vùng nước mênh mông, cho phép các phương tiện thủy giới di chuyển khoảng 2.250 km từ Thượng Hải đến tận Trùng Khánh. Mặc dù một số người tuyên bố đập Tam Hiệp có thể quan sát từ vũ trụ, nhưng thực tế không phải như vậy. Tuy nhiên, phải thừa nhận quy mô của công trình rất lớn và hiện nó vẫn là con đập thủy điện lớn nhất thế giới. Dù đập Tam Hiệp nhận được nhiều ý kiến tiêu cực, nhưng phải thừa nhận công trình thủy điện này cũng có một số lợi ích nổi bật. Đập được thiết kế phục vụ 3 mục đích chính: kiểm soát lũ lụt, sản xuất điện và cải thiện giao thông. Một số người tin rằng mục đích sau cùng là lợi ích lớn nhất mà con đập mang lại. Trong khi đó, các chuyên gia khuyến cáo nếu trường hợp đập vỡ, ít nhất 600 triệu người sống ở hạ lưu sông Dương Tử, bao gồm cả cư dân Thượng Hải và Vũ Hán sẽ chìm trong biển nước và bị ảnh hưởng nặng nề. Đó là còn chưa tính đến những thiệt hại về kinh tế mà Trung Quốc có thể gánh chịu. Các nhà thủy văn Trung Quốc tin rằng con đập này sẽ không thể chịu được lũ lớn. Hình ảnh vệ tinh chụp con đập năm 2008 và 2018 cho thấy sự biến dạng rõ rệt. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc phủ nhận thông tin này. Họ nói rằng sự khác biệt là do chất lượng hình ảnh vệ tinh. Nhà khí tượng thủy văn nổi tiếng người Trung Quốc, ông Wang Guilo, nói rằng kể từ sau trận lụt năm 1998, Thủ tướng Trung Quốc đã thuê các chuyên gia châu Âu đến để kiểm tra chất lượng con đập. Các chuyên gia châu Âu cho rằng, cốt thép gia cố đập không đạt tiêu chuẩn. Một trong những vấn đề đáng lo ngại nữa là các vết nứt từng có trong quá khứ sẽ ảnh hưởng nhiều đến khả năng chịu áp lực của đập trong lần này.
Cũng theo ông Quang, việc thiết kế, xây dựng, đánh giá, nghiệm thu đều do cùng một nhóm công nhân và chuyên gia đảm nhận, khó có thể đảm bảo về chất lượng cũng như sự chính xác của báo cáo. Trước cảnh báo mới đây của ông Quang, tờ Thời báo Hoàn Cầu cũng nhanh chóng trích dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu Quách Tấn thuộc Viện Nghiên cứu Địa chấn Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp có thể chứa lượng nước vào lớn hơn nhiều so với lượng nước hiện nay. Trong khi đó, Wu Sun, nhà nghiên cứu tại Viện Cơ học Kỹ thuật Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp vẫn an toàn kể cả khi mực nước tại hồ chứa cao tới 175m và lưu lượng nước đổ về đạt 75.000 mét khối một giây. Tiếp đó, vấn đề ô nhiễm của hồ chứa là mối quan tâm lớn. Nước thải của 40 thành phố sẽ đổ vào dòng chảy và chỉ vài trong số đó là có nhà máy xử lý nước thải. Còn phía chính quyền cho rằng, hồ nước đóng vai trò hồ điều hòa, làm mát không khí, tăng lượng mưa cũng như tăng đa dạng sinh thái khu vực xung quanh hồ. Bên cạnh đó, cái giá quá đắt cho một con đập. Để hoàn thành con đập, Trung Quốc đã chi giá hơn 30 tỷ đô la Mỹ. Sau trận lụt năm 1998, khiến những người phản đối cảm thấy nhận định của họ là đúng. Khi ấy, họ tin rằng bi kịch vẫn chưa xảy đến với con đập này, bởi vì việc xây con đập đã hình thành một hồ chứa nước 1.000 km2 và sâu 175m, nghĩa là có khoảng 22 tỷ mét khối nước ép lên thành đập, và nếu con đập vỡ do mưa lũ hoặc do động đất chẳng hạn thì hậu quả sẽ rất lớn. Ngoài ra, nguyên nhân sự cố có thể là do mưa lũ, mưa nhiều tràn qua mép đập dẫn đến phần móng và đáy bị yếu dần. Thực tế, trong lịch sử đã có những bi kịch tương tự. Các quan chức Trung Quốc đã kỷ niệm việc hoàn thành đập Tam Hiệp bằng cách công bố danh sách 10 kỷ lục thế giới công trình này đạt được, trong đó bao gồm là con đập lớn nhất thế giới. Đập Tam Hiệp cũng là nhà sản xuất điện lớn nhất thế giới từ năng lượng tái tạo. Ở thời điểm hoàn thành, công trình nằm ở trung tâm câu hỏi hóc búa về năng lượng của Trung Quốc. Nền kinh tế đang phát triển của quốc gia này đang có vẻ ưa chuộng các nhà máy nhiệt điện than gây ô nhiễm không khí và phát thải khí nhà kính. Trong khi đó, các con đập giúp sản xuất điện sạch hơn nhưng khiến hàng triệu người phải di rời và tạo ra tác động lớn đến cảnh quan thiên nhiên. Các trận mưa lớn hồi tháng 7 và tháng 8 năm 2020 khiến đập Tam Hiệp trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Trung Quốc và thế giới. Lưu lượng nước đổ về đây có lúc gần đạt tới giới hạn vỡ đập. Một số chuyên gia Trung Quốc tuyên bố nếu không có hồ chứa của Tam Hiệp, tình hình lũ lụt có thể đã tồi tệ hơn. Theo Thời báo Hoàn Cầu, tổng cộng Tam Hiệp giúp trữ được khoảng 180 tỷ mét khối nước lũ. Việc tập trung vào các con đập phản ánh sự ưu tiên tiếp cận nguồn cung như tăng cường khai thác tài nguyên nước thay vì theo đuổi các giải pháp từ phía cầu, chẳng hạn như quản lý nước thông minh và sử dụng nước hiệu quả hơn. Theo ông Brahma Cheranay, chuyên gia địa chính trị và Trung Quốc dường như có ảnh hưởng lớn ở khu vực. Mùa hè năm 2018, mực nước sông Mekong dài 4.880 km, giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 100 năm, mặc dù mùa gió mùa hàng năm kéo dài từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 9. Tháng 7 năm 2019, một nhóm nghiên cứu Thái Lan cho biết các đập Trung Quốc chặn 40 tỷ mét khối nước gây ra dòng chảy thấp bất thường của sông Mekong. Các chuyên gia Ủy hội sông Mekong MRC cho biết hiện tượng này là do ba lý do: lượng mưa giảm, đập Cảnh Hồng Trung Quốc giảm mức xả để bảo trì lưới điện và tình trạng thời tiết khô nóng hơn bình thường ở nhiều quốc gia Đông Nam Á trong tháng 7. Đến khoảng tháng 4 năm 2020, MRC cho biết mực nước trở lại bình thường. Tháng 2 năm 2021, MRC cho biết mực nước sông Mekong giảm xuống mức đáng lo ngại, một phần do dòng chảy bị hạn chế bởi các đập thủy điện của Trung Quốc. Thông báo cho biết lượng mưa thấp và các đập ở hạ lưu sông Mekong và các nhánh sông góp phần làm giảm mực nước sông Mekong. Sau khi hoàn thành 11 con đập lớn, Trung Quốc tiếp tục xây dựng thêm các đập ở thượng nguồn sông Mekong, bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng, Bắc Kinh cũng đắp đập trên các con sông xuyên quốc gia khác. Trung Quốc là điểm xuất phát của các con sông chảy đến 18 quốc gia ở hạ lưu. Không có quốc gia nào trên thế giới đóng vai trò là đầu sông cho nhiều quốc gia như vậy. Trung Quốc đã chứng minh rằng họ không ngại xây đập. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.